Chị My đang thực hiện bước laser trong cái phương pháp điều trị Vico Therapy Plasma. Và những cái bước sóng linh hoạt này thì nó sẽ phù hợp với từng tình trạng da của mỗi khách hàng. Đây là vô cùng an toàn nhé. Và đặc biệt đó là sẽ không gây bỏng rát da. Và đây bác sĩ đang thực hiện đó chính là nửa mặt bên phải, nửa mặt bên trái thì cũng đã thực hiện xong rồi. Và cả nhà có thể thấy là cái sự khác biệt rất là rõ rệt nè. Em có câu hỏi nào gì không My? Thấy nằm im quá, không biết sợ tưởng ngủ rồi. Em đang thắc mắc đó là mình làm xong rồi có bị tái lại không bác? Tại vì nhiều khi em thấy làm xong rồi tái lại mà còn bị nặng hơn nữa. Cái này thì yên tâm ha, mình sẽ không bị tái nhé. Nói chung là bên FP sẽ cam kết là sẽ bảo hành trọn đời cho mình. Đối với những bên khác thì nhiều khi là người ta sẽ không chịu trách nhiệm về những cái tình trạng da về sau. Nhưng FP sẽ bảo hành cho cả nhà trọn đời. Và đặc biệt đó là khi mà mình tới đây thì sẽ được điều trị và cũng như là đồng hành cùng với chuyên gia bác sĩ. Nên là nếu mà chúng ta điều trị xong thì còn có thêm là những cái bước là đẩy tinh chất nè, và cũng như là oxy tươi, vitamin C và cũng như là những cái vitamin từ động vật và thực vật, nên yên tâm ha. Vậy làm xong á, mình có cải thiện được khoảng tầm từ 70-80% không bác? Được chứ, cái này thì mình sẽ cam kết là tới 95% luôn, nên mình có thể yên tâm ha. Vậy em yên tâm rồi. Rồi em cũng mong là giải quyết hết mấy cái đốm nám ở trên mặt em á, chứ không như cái mặt cũ em không dám tháo khẩu trang khi ra đường luôn đó bác. Nói chung là tới với SV thì sẽ chú trọng tới là kết quả khách hàng, nên là mình hoàn toàn có thể tới ha, an toàn nhé. Rồi giờ là xong rồi đó My ơi. Nhanh không? Rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ thì chắc là My sẽ ngồi dậy ha, để cho quý khách hàng mình sẽ được nhìn thấy rõ cái khuôn mặt của mình, cái sự khác biệt nhé. Rồi bây giờ mình ngồi dậy ha. Rồi. Thấy sao, mẹ có đau sát gì không? Dạ không bác. Khá là thoải mái. Đúng rồi, thật sự luôn. Rồi bây giờ cả nhà có thể thấy nhá, là đây là khuôn mặt của My nè. Trước khi mà đến với SV ha, thực hiện cái phương pháp điều trị nám, đó chính là Vico Therapy Plasma. Và đây, mọi người thấy nhá, là cái đốm nám rất là rõ luôn ở bên khuôn mặt của mình ha. Đây, cả nhà có thể thấy là khuôn mặt của mình nhá, được cải thiện rất là nhiều. Đốm nám được tiêu biến nè, mờ hẳn đi. Đặc biệt mọi người ha, là da của mình căng bóng hơn nè, tại vì đang có là tăng sinh collagen nữa. Và đây mọi người có thể thấy nhá, là làn da rất là khác biệt luôn. Đó, các chị em có thể thấy ha. Và bây giờ thì My mình sẽ khen xương ha. Đây, mình sẽ xem gương coi thử nhá. Trời ơi, nó mờ hẳn đi luôn nè bác. Em không tin được luôn á. Cảm ơn bác nhiều lắm. Không có gì hết nè, nói chung là tới với FV là yên tâm rồi ha. Rồi thì chắc là yên tâm tới những bước tiếp theo, mình sẽ để tinh chất, để oxy, vitamin vào cho da mình đẹp hơn nhá. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì đâu, bây giờ mình nằm xuống ha. Ok.